Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả, viên thái cực, quyển 2, chương 23, xuống mũi rồng. Khảm diện vẫn động, lỗ thiên liễu cũng rất bất ngờ, không hiểu tại sao đã tháo xích ra mà gã kia vẫn không đứng vững. Chính vì gã đã phản ứng quá nhanh, sợi dây xích chưa rời khỏi tay, đã vội đạp chân ngã người, chuẩn bị dốc toàn lực ghim lại cú lôi của ngũ lan. Ngờ đâu sợi xích thình lình bung ra khiến gã ngã bật ngửa, bàn chân tung khỏi mặt thềm. Lỗ thiên liễu nằm dán người xuống đất, từ chấn động dữ dội trên mặt đất và dòng sức ép xuyên qua khe cửa, cô đã cảm nhận rất rõ uy lực của khảm diện. Mặc dù sức công phá rất lớn, nhưng nó vẫn khác xa so với tưởng tượng của cô, chí ít nó cũng không hề tương xứng với cánh cửa kim loại dày nặng phía sau nếu sức công phá chỉ có thế căn bản là không cần phải thiết kế một đế chắn nặng nề nhường kia để chống đỡ và giảm áp hơn nữa tiếng nổ có vẻ rất bình thường dường như cú nổ được dùng để khởi động một cơ quan cỡ lớn nào khác nữa không lẽ nào chưa để lỗ thiên liệu tiếp tục suy nghĩ các giác quan đặc biệt mẫn cảm đã nhất loạt phủ định phán đoán ban đầu của cô lúc này từ dưới lòng đất truyền lên một loạt tiếng vang rền dữ dội trong đó còn kèm theo những âm thanh quái gì cô đã nghe thấy bên dưới giếng trời lẫn trong mùi thuốc nổ khét lẹt mũi cô đã ngửi thấy những luồng khí âm hàn u ám luồng khí âm hàn có thể trộn lẫn trong cái rừng rực dữ dội của vụ nổ chứng tỏ nguồn phát ra luồng khí đang ẩn tàng một năng lượng khủng khiếp một loạt các hiện tượng đã buộc lỗ thiên liễu phải thay đổi phán đoán không phải thuốc nổ có sức công phá yếu mà là sức công phá của nó đã được phân tán xuống phía dưới nên đất phía dưới khối thuốc nổ chắc chắn đã lỡ ruộng từ trước. Cú nổ sẽ tạo ra một kích thích dữ dội để thức tỉnh một sức mạnh quái dị nào đó ở dưới kia. Nơi này có lẽ sắp sửa giống như giếng trời, trở nên nguy hiểm khó lường, cần phải rời đi càng nhanh càng tốt. Lỗ thiên liễu không kịp nói gì, lập tức nhổm dậy kéo ngũ lan đi thẳng. Ngũ lan cũng không dám lên tiếng, anh chưa bao giờ thấy lỗ thiên liễu có vẻ nghiêm trọng đến thế những diễn biến vừa phát hiện ra trước mắt đã khiến lỗ thiên liễu ngộ ra rất nhiều điều nhưng vẫn có một vài chi tiết mà cô không hay biết đó là khi khối thuốc phát nổ vừa hay chiếc lá vàng trước mặt lỗ thịnh nghĩa chạm xuống mặt ao cô cũng không ngờ vụ nổ đã kéo sập toàn bộ khu nhà ngự long cách phía cuối con đường nhỏ nối với một hành lang dài đi qua chỗ ngoặt của hành lang là đến trước một tòa kiến trúc trông giống như một hiên đọc sách mặt phía trước có bố cục mở hoàn toàn nóc nhà công hình cánh võng bên trong thư hiên cách cục chỉnh tề cột tường đối xứng có vẻ như theo bố cục ba gian mặc dù không có tường ngăn cách ông lục đã đứng đợi sẵn ở phía trước thư hiên lúc nãy sau khi lách qua cánh cửa kim loại ông lục đã đi thẳng về phía trước ông sợ nếu mình ở lại sẽ gây vướng víu cho hai đứa trẻ còn lúc này ông đang lặng lẽ đứng trước cửa thư hiên quay lưng vào cửa mắt nhìn về phía xa xăm phía trước cửa thư hiên là một rặng cây cao lớn chắn ngang cũng rậm rạp y như rặng cây ở bên ngoài tường bao không thể nhìn qua mé bên kia của thư hiên cũng nối liền với một hành lang dài lỗ thiên liễu và ngũ lan bước gấp đến bên ông lục chỉ thấy miệng ông mấp máy nhưng không biết đang muốn nói gì tiên sinh đây là đâu thế lỗ thiên liễu khẽ hỏi cây không cao không che khuất được những chỗ cao nhưng đứng ở đây lại không nhìn thấy gì ông lục dùng ngón tay viết thật nhanh lên mặt cát trong một chậu cảnh đựng hòn giả sơn khi viết kính chữ lại dùng tay sang phẳng rồi viết tiếp chỗ này có lẽ là bờ ao xét về vị trí hẳn là ao nước cũng là phần miệng rồng trong cách cục không phải ông lục không muốn nói mà ông thực sự không nói nên lời ông bắt đầu ý thức được rằng chỉ lát nữa thôi không chỉ không nói được mà tình hình có lẽ còn bi đát hơn nữa vì cần cổ tê liệt ông đã bắt đầu đau đớn, một nỗi đau đớn thấu suốt trong ngoài, mà trung tâm của cơn đau chính là chỗ bị phần cù thư dính vải. Lúc này ông Lục mới nhận ra phân của giống quái điểu này có độc, một chất độc phát tác từ từ. Ngón tay bên trái của ông Lục có chạm phải phân chim lúc này cũng đã bắt đầu đau nhất. Ông dùng những ngón không đau viết một cách vội vã, hành lang kéo dài không dứt, là râu rồng. Ông dừng lại, đưa ngón tay đang đau đớn đến run rẩy chỉ về phía hành lang, rồi viết tiếp, trong phòng có hai hai cái giếng, là mũi rồng. Quả thật là ngự long cách, đến mũi rồng cũng bị xây nhà che kính, tuy không cắt đứt hơi thở của rồng, nhưng không thể trực tiếp hấp thu được linh khí của nhật nguyệt mưa móc, khiến lòng tính khó tụ mà bị chế ngự. Tiên sinh, vậy bây giờ phải làm gì? Lỗ thiên liễu hỏi thật khẽ. Những phân tích tuyệt diệu của ông Lục về cách cụ phong thủy không khiến cô kinh ngạc, vì bản thân cô cũng đã cảm nhận ra đến tám chín phần lỗ thiên liễu cũng đã biết thư hiên kia chính là căn phòng giếng có hai cái giếng bên trong vì ba giác dị thường của cô đã nhận ra trong phòng có hai luồng hàng khí đậm đặc phun trào lên như hai cây cột tầng tầng lớp lớp trùm kính cả căn phòng xuống mũi rồng ông lục viết liền ba chữ đường nét cứng cáp nét chữ bay bổng khiến các văn tung tóe không phải là do ý chí sôi nổi mà trong ông đang trào dâng một nỗi chua chát bất đắc dĩ của cú liều mạng cuối cùng. Ông biết chuyến đi này của nhà họ lộ có mối liên quan rất lớn tới Long Bảo trong ngự Long Cách. Nhưng giờ đây, nếu chỉ cần có được 5-6 phần chắc chắn để đưa hai đứa trẻ kia thoát thân toàn mạng, ông tuyệt đối sẽ không để chúng phải xuống mũi rồng. Có điều, từ khi phát hiện ra chất độc trong phân của chim mỏ sáp, ông đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngay từ đầu đối phương đã quyết tâm tận diệt không sót một người, kể cả ông. Bây giờ cho dù họ có chạy đi đâu, chắc chắn cũng bị truy sát đến cùng, chừng nào còn chưa chết hết, đối thủ quyết không tha. Chỉ còn một cách xuống mũi rồng, tiến thẳng tới miệng rồng, đoạt lấy Long bảo, lấy đó để ép đối phương, như vậy mọi người mới có thể toàn mạng trở về. Lỗ Thiên Liễu không nói lời nào, mặc dù ông Lục chỉ biết có ba chữ, nhưng dường như cô có thể nghe thấy tất cả nỗi niềm mà ông muốn nói. Lỗ Thiên Liễu cũng không suy nghĩ gì thêm lập tức quay người đi vào trong thư hiên, tiến thẳng tới cái giếng bên trái. Trong Cửu Châu Kiến Long đời Hán có viết, Lưu Khê có rồng ẩn tàng, thích vờn ngọc. Ngọc đó là mệnh bảo của rồng, thường tuần hoàng liên tục giữa miệng và mũi trái. Đương nhiên Lỗ Thiên Liễu chưa hề đọc cuốn sách này, nhưng lúc ở núi Long Hổ, cô từng nghe một lão đạo sĩ đầu hói mũi cam sành nói rằng, thời viễn cổ có hàng long tôn giả chuyên giúp dân gian hàng phục rồng, giao long yêu nghiệt ông chỉ hàng phục trồng chứ không giết trồng nên phương pháp thường dùng là một tay kẹp chặt hàm rồng khiến nó không thể mở miệng tay còn lại chọc thẳng vào lỗ mũi trái đến ngập lúc cánh tay vương vào tận miệng rồng lấy ngọc trồng ra như vậy yêu long sẽ bị khống chế vì vậy sau khi thấu hiếu ý đồ của ông lục cô đã nhớ lại phương pháp hàng long xưa kia xuống mũi rồng lấy long bảo sẽ phải theo lỗ mũi trái lỗ thiên liễu thu phi nhứ bạc vào trong tay áo Cô biết đi xuống lần này nhất thiết phải mang theo vũ khí, vì như bạc không thể không mang. Cô còn phải để lại cho mình một con đường lui, vì không ai biết được bên dưới giếng có thứ gì đang rình rập. Vì thế, cô liền bảo ngũ lang tháo sợi dây thần ngân trâu buộc quanh lưng ra, tách rời ba sợi, khiến sợi dây thần dài gấp ba lần lúc đầu. Ở gần dây, lỗ thiên liệu kết một nút thắt trung gỡ. Nút thắt này khi buộc lại chắc chắn dị thường, nhưng khi cần tháo ra chỉ cần lắc nhẹ mấy cái theo vài góc độ nhất định sẽ tự bung ra. Cô trồng nút thắt lên cổ tay trái, đầu còn lại buộc vào cán đau của ngũ lan. Lỗ thiên liễu cởi bỏ bộ quần áo bông hoa lam bên ngoài, trên người chỉ còn lại bộ quần áo trong màu lục sẫm. Đôi chân mang tất sợi bông đã dẫm lên thành giếng, cô đứng vương người, chuẩn bị nhảy thẳng xuống. Đây là phương pháp chính xác, không phải nhảy bừa. Nhớ năm xưa, trong một lần đi cùng cha ra ngoài tìm gỗ quý, khi đến thần nông giá cô đã được một người thợ săn kỳ tài tên là trác bách thú dạy cho phương pháp này khi buộc phải tiến vào một nơi mình hoàn toàn không biết hoặc vô cùng nguy hiểm tuyệt đối không được từ từ tiến vào như vậy chưa biết chừng sẽ khiến cho quái thú hay những thứ đáng sợ khác bên trong có thời gian chuẩn bị bản thân vừa tiến vào sẽ lập tức bị tấn công cần phải xông thẳng vào một cách bất ngờ như vậy vào khoảnh khắc đột nhập đối thủ sẽ sợ hãi hoảng loạn còn bản thân sẽ tận dụng thời khắc đó để kịp quan sát mọi thứ xung quanh nhanh chóng đưa ra quyết định tấn công hay tẩu thoát thần nông giá là tên một khu rừng ở phía tây bắc tỉnh hồ bắc trung quốc lúc này ngũ lan chợt nói khẽ giọng kiên quyết để tôi lỗ thiên liễu dùng ánh mắt cản anh ta lại trước ánh mắt ấy sự kiên quyết của ngũ lan đã biến thành một tiếng thở dài lỗ thiên liễu đã đưa một chân vào trong giếng nhưng rồi lại thu về. Cô ngoảnh đầu nhìn ông Lục nãy giờ vẫn đứng quay lưng lại, dịu dàng nói khẽ. Tiên sinh, ông nhớ tự bảo trọng nhé. Tiếp đó là một tiếng ùm. Um. Kỳ thực âm thanh không hề lớn, chỉ là một tiếng vọng khẽ vẳng lên từ dưới giếng. Ông Lục đứng trước cửa, đầu hơi ngẩn, mái tóc bạc trắng bay lòa xòa trong gió lạnh, phần đỉnh đầu bị chiếc chuông tử phong gọt mất một mảng da lớn, trơ ra lớp thịt đỏ bầm tiếng va chạm giữa lỗ thiên liễu và mặt nước vừa vang lên cũng là lúc cơ thể ông không còn gắn gượng được nữa toàn thân rung lên lẩy bẩy lỗ thiên liễu đã nhảy xuống giếng nước mặc dù cảm giác mẫn tiệp của cô thấy rất bất an nhưng cô vẫn bất chấp tất cả mà lao mình xuống vừa rơi xuống nước toàn thân lỗ thiên liễu lập tức cứng đờ cơ bắp gần như không thể cử động máu như ngừng chảy các khớp đông cứng nước giếng lạnh ngoài sức tưởng tượng tựa như hàng trăm mũi kim bằng đá đâm xuyên khắp cơ thể. Nước giếng đáng ra phải là đông ấm hè mát, nhưng ở đây lại hoàn toàn trái ngược, chẳng những không ấm, mà còn giá lạnh gấp mấy lần nước giếng mùa hè. Lỗ thiên liễu không khỏi kinh sợ, theo lý mà nói, nước giếng lạnh buốt thế này, xúc giác đặc biệt của cô đã phải cảm nhận được ngay từ khi đứng trên thành giếng mới đúng. Nhưng cô lại không hề phát giác ra, cũng may nước chỉ buốt giá ở tầng trên cùng. Khi chìm sâu xuống, nhiệt độ đã dần bình thường trở lại lỗ thiên liễu nhanh chóng quan sát xung quanh lòng giếng đen đặt một màu không nhìn thấy thứ gì nhưng cô có thể nghe thấy có tiếng rẽ nước ở khá gần xúc giác đã nói với cô trong nước đang nổi sóng có thứ gì đó đang tiến lại gần cô mang theo một thứ mùi móc meo hôi hám những chuyện khiến cô kinh tâm động phách mới chỉ bắt đầu đúng vào lúc cô bắt đầu thích ứng với nhiệt độ của nước cơ bắp xương khớp trên cơ thể mới hoạt động lại bình thường. Cô đột ngột phát hiện ra rằng hình như không phải mình rơi xuống giếng, mà là lạc vào một bầu trời chi chít ánh sao. Chương 24, Quỷ Hỏa Trúc Một hồi lâu sau, cột nước bắn lên từ cánh cửa hình mặt trăng dưới nước mới dần dần tiêu biến. Toàn bộ mặt ao bụi nước mù mịt bay cả lên bờ, táp đầy thèm đá. Bụi nước giá lạnh vô cùng, chỉ bám một lớp mỏng lên người, mà tựa như đang ngâm mình trong nước đá. Lỗ Thịnh Nghĩa và Lỗ Ân đang đứng trên thềm bất giác rung lên cầm cập. Bụi nước đã tan đi, nhưng Lỗ Thịnh Nghĩa và Lỗ Ân vẫn còn run rẩy. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ mình đã già thật rồi ư? Mới có một chút hàng khí đã chịu không nổi. Lỗ Thịnh Nghĩa thầm hỏi. Cơn run rẩy mỗi lúc một kịch liệt hơn, thậm chí cơ thể họ đã bắt đầu nghiêng ngã. Chắc chắn không phải là run rẩy nữa rồi, mà là chấn động. Thềm đá đang rung lên dữ dội khe hở giữa các phiến đá đang toát ra. Căn lầu nhỏ cũng đang nghiêng ngã, những ô kính màu rung lên loãng xoảng. Mặt nước ao mới vừa lặn xuống, bỗng lại khởi lên vô số con sóng nhỏ. Lỗ ân đã vắt một chân qua lan can bằng đá trên thềm, hai chân kẹp chặt lấy lan can đá để giữ vững cơ thể, tay phải nắm chặt chui đao, tay trái kéo cái sọt trên lưng che chắn trước ngực. Phản ứng của ông trước những tình huống bất ngờ nhạy bén hơn nhiều so với lỗ thình nghĩa. Ngay từ lúc Lỗ Thịnh Nghĩa đang nghi hoặc trước cảm giác nghiêng ngã lắc lư, Lỗ Ân đã ở trong trạng thái công thủ sẵn sàng. Từ dưới mặt nước ao xanh biếc, một đường ngoằn nghèo khúc khuỷu màu đen đang từ bờ ao đối diện chạy tới, giống như một tia chớp lao đi chậm chạp, muốn chém ngang mặt ao, thềm đá, căng lầu làm hai nửa. Sau tia chớp là tiếng sấm, vẫn lại hàng tràng những tiếng nổ rền liên tiếp. Không biết cái ao đã bị chém làm đôi hay chưa, nhưng thềm đá thực sự đã nứt đôi. Khi Lỗ Thịnh Nghĩa vừa bắt trước Lỗ Ân, chạy đến gần hàng lan can bằng đá phía bên này, thì khe hở giữa các phiến đá đã rộng bằng cả bàn tay. Lỗ Thịnh Nghĩa vừa kịp nắm chặt vào cột lan can, thềm đá đã hoàn toàn tách thành hai nửa. Từ vết nứt, một dòng nước xanh biếc rộng đến hơn hai thước lao thẳng về phía căn lầu. Căn lầu không bị vỡ làm đôi, mà bị nuốt chửng mất phân nửa. Cả gác quang minh và thềm đá đều lún sụp xuống tốc độ rất nhanh. Khi dòng nước chạm đến căn lầu, cánh cửa nhỏ đã chỉ còn nhô lên non nữa. Lỗ Ân và Lỗ Thịnh Nghĩa đều hết sức choáng váng trước những gì đang diễn ra. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một khảm diện có quy mô lớn như này, lại càng chưa bao giờ nhìn thấy một khảm diện có cách vận hành bá đạo đến vậy, chứ đừng nói đến việc tìm ra vị trí của nút lẫy hay cơ quát. Không đúng. Lỗ Thịnh Nghĩa đột nhiên nhận ra, đây không phải là khảm diện. Lúc nãy, khi tiến vào căn lầu từ cửa chính ông đã quan sát rất chi tiết các thiết kế bên trong nếu đây quả thật là một khảm diện cho dù nó được ngụy trang che giấu một cách khéo léo hoàn hảo khiến người ta không thể phát hiện ra dấu vết của cơ quát thế nhưng ván gỗ sàn nhà và cầu thang đã từng bị nước vào hay chưa một hậu duệ ban môn như ông sao có thể không nhận ra trong công phu định cơ của nhà họ lỗ không những phải định nền móng mà còn phải xác định nguyên liệu làm nền vì vậy trong công phu này có một kỹ thuật gọi là biện tài, dùng để phân biệt nguyên liệu, bất kể là loại khảm diện nào, sau bố trí xong đều phải thử nghiệm một hai lần. Nếu khảm diện hoạt động như hiện tại, khi thử khảm cũng phải cho nước tràn vào nhà. Chất liệu gỗ chỉ cần dính nước, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng ở tầng dưới, lỗ thịnh nghĩa không hề phát hiện bất cứ vết tích nào. Không phải khảm diện, vậy tại sao lại có hiện tượng bất thường kia? lẽ nào đối phương muốn hủy vườn bỏ chạy? Xét về tình thế trước mắt, hẳn họ cũng chưa đến mức cùng bất đắc dĩ như thế. Mắt thấy căn lầu đã bị lúng hẳn một tầng, lỗ thịnh nghĩa và lỗ ân cứ đứng ngay người trên thềm đá đã nứt vỡ tan tành, kinh ngạc một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là lỗ ân bừng tỉnh trước. Ông nhìn căn lầu, lại nhìn mặt nước xanh như mực, vẻ mặt xem ra rất mực băng khoăn. Trong ánh mắt của ông, sợ hãi và dục vọng đang giằng xé. Nét mặt của lỗ ân dần dần trở nên kiên định. Ông vẫn không hề nói một lời, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Ông đã bắt đầu hành động, nhưng nhất thời không biết ông đang định làm gì. Chỉ thấy ông rung chân một cái để kiểm tra độ chắc chắn của thềm đá dưới chân. Mặc dù thềm đá đã bị nứt làm đôi, nhưng cột đỡ bên dưới vẫn vô cùng chắc chắn. Sau đó, ông lấy từ trong sọt ra một cuộn dây thần mảnh, thành thạo thắt một nút xỏ thần trên lan can đá lỗ thịnh nghĩa cũng đã dẹp bỏ những suy nghĩ lang mang đây là kinh nghiệm mà ông rút ra được sau thời gian hành tẩu giang hồ đầu óc chỉ có một những chuyện nghĩ chưa thông đừng nên mất công nghĩ nhiều hãy dùng phương pháp khác trực tiếp hơn để khám phá hơn nữa suy nghĩ lang mang rất dễ khiến bản thân bỏ qua những thứ quan trọng hơn khi lỗ ân thắt nút lỗ thịnh nghĩa cũng chăm chú quan sát thủ pháp của ông lỗ ân đôi lúc thông minh khác thường nhưng có nhiều chuyện lại vụn về đến khó hiểu. Như kiểu nút thắt xỏ thần này, Lỗ Thịnh Nghĩa đã dạy Lỗ Ân không biết bao nhiêu lần, nhưng ông vẫn thắt ngược dây, mặc dù vẫn rất chắc chắn, nhưng hình dạng nút thắt trông rất khó coi. Lỗ Ân cởi bỏ áo ngoài, để lộ bộ quần áo lặn bó sát màu đen. Lỗ Thịnh Nghĩa chưa bao giờ nhìn thấy Lỗ Ân mặc loại phục sức này, lại càng không ngờ hôm nay ông ta lại mặc nó ở bên trong. Kỳ thực ông không hề biết Lỗ Ân biết bơi lội cũng chưa từng thấy lỗ ân xuống nước bao giờ, nhưng lỗ thịnh nghĩa không cảm thấy bất ngờ, vì sau khi bước chân vào khu vườn, đã không còn chuyện gì đáng để ông phải kinh ngạc nữa. Lỗ Ân ngẩng đầu nhìn Lỗ Thịnh Nghĩa, cuối cùng cũng đã mở miệng. Ông nói với một giọng bình thản nhưng vô cùng kiên định: "Tôi xuống đó xem sao, lão gia trông coi đầu dây thừng giúp tôi." Được, Lỗ Thịnh Nghĩa cũng trả lời rất bình thản, kèm theo một cái gật đầu rất khoát. Lỗ Ân không buộc dây thừng quanh người mà gặp chồng đầu dây thành ba khúc ngậm vào trong miệng như vậy sẽ tiện lợi hơn so với buộc thành nút khi muốn buông ra chỉ cần há miệng là xong. Lỗ Ân tung mình nhảy buộc lên rồi lao đầu xuống khe nước máu từ những vết thương gần lên mấy vệt đỏ tươi trên mặt nước xanh đen tư thế nhậu xuống nước của Lỗ Ân không hề tầm thường ông đưa thẳng cây đau lên trên đầu rồi lao xuống tạo thành một mũi nhọn rẽ nước lao đi vừa nhanh chóng tiết kiệm sức lực lại có tác dụng thăm dò, phòng vệ, tấn công, kịp thời phản ứng trước những uy hiếp bất ngờ xuất hiện từ dưới nước. Lỗ Thịnh Nghĩa nhớ lại hình như Lỗ Ân là người vùng định hải tỉnh Chiết Giang, gần kề biển lớn, nơi ba sông hội tụ, nên biết bơi lội cũng là lẽ thường tình. Nhưng bộ quần áo lặn của Lỗ Ân được làm từ lúc nào, ông không rõ. Nhưng trông còn rất mới, có lẽ được làm chưa lâu. Từ trên thềm đá đã nứt toát, các tảng đá vụn vẫn tiếp tục lỡ rào rào xuống mặt nước xanh đen, khiến khe nước lại càng mở rộng. Cuối cùng chỉ còn lại hai biền đá dài áp sát hai hàng lan can đá ở hai bên là chưa lỡ xuống. Căn lầu nhỏ đã lún xuống một nửa, mái hiên giữa lầu một và lầu hai gác lên trên thềm đá nước toát. Lỗ thịnh nghĩa bèn men theo viền đá leo lên mái hiên, định vòng qua mái hiên đi sang phía thềm đá bên kia. Mái hiên lập ngói lưu ly trơn bóng, nên lỗ thịnh nghĩa phải thận trọng lần từng bước một nhìn vào kết cấu của căn lầu và sự liên kết giữa các bộ phận có thể thấy mái hiên rất chắc chắn chí ít cũng chịu được sức nặng của ông nhưng ông vẫn e sợ trên mái ngói có cạm bẫy gì nên từ từ quỳ xuống buông con dao khắc khỏi tay rồi trống hai bàn tay lên mặt ngói cúi thấp người xuống nghiêng mặt nheo mắt quan sát thật kỹ qua cơn chấn động dữ dội vừa rồi tất cả các ô kính màu trên cửa sổ lầu hai đều đã vỡ vụn văng tung tóe như sao xa khắp mái hiên trong tình cảnh này muốn phán đoán xem mặt ngói có bố trí cạm bẫy hay không là rất khó cũng rất tốn thời gian những tiếng sụt lúng lỡ vỡ đã chấm dứt xung quanh yên lặng như tờ chỉ còn những cánh cửa sổ trống hoác đang đu đưa chốc chốc lại cọt kẹt một tiếng nghe rất quái dị trong khung cảnh im ắng tuyệt đối âm thanh càng trở nên vang vọng lạ thường lại một tiếng cọt kẹt dài hơn vọng lên cùng lúc đó trên khung cửa sổ của lầu trên xuất hiện một khuôn mặt một khuôn mặt mang mặt na ly miêu màu đỏ máu. Cùng xuất hiện với khuôn mặt là một ống trúc màu tía. Bàn tay cầm ống trúc trắng muốt như ngọc, thoạt nhìn đã có thể đoán ra đây là người đàn bà đẹp rất biết giữ gìn nhan sắc. Người đàn bà từ từ đưa cánh tay lên, âm thầm thọ ra ngoài cửa sổ, đưa đầu ông trúc nhắm thẳng vào lỗ thình nghĩa đang bò rạp trên mặt ngói. Một ngón tay mềm mại nuột nà như ngọc ấn xuống một vết hằng hình bầu dục trên ống trúc, từ từ ép xuống tính mạng của lỗ thịnh nghĩa đã treo lơ lửng trước ngọn lửa địa ngục đó chính là quỷ hỏa thiên trúc thứ vũ khí trước đó đã bắn ra một quả cầu lửa đỏ rực nhằm vào lỗ ân nó được cải tiến từ bài phong hỏa côn của nhà họ dương ở phủ thiên ba đời tống tương truyền a đầu đốt lửa dương bài phong trong dương gia có thứ vũ khí tên là thiêu hỏa côn do thiên cơ xảo thủ chu phu nhân ở phủ khai phong chế tạo ra trong côn ẩn tàng cơ quan khi giao chiến có thể vặn mở cơ quan để phun ra quả cầu lửa từ đầu côn. Về sau, một vài gia tộc chuyên chế tạo ám khí trong võ lâm đã căn cứ vào loài côn này để sáng tạo ra rất nhiều loại ám khí tương tự, nhưng thành công nhất chính là quỷ hỏa thiên trúc. Nghe nói nó tập hợp được đủ yếu tố nhẹ, khéo, nhanh, kính, độc, mạnh trong một thể. Quả cầu lửa mà nó bắn ra được làm từ bột đá hỏa tinh nam cương, bám rất chặt. Thứ vũ khí này chỉ được tích lịch pháo đường ở Bạc Châu mang ra sử dụng một lần, sau đó âm thầm biến mất không thấy xuất hiện trên giang hồ nữa. Mắt nhìn Lỗ Thịnh Nghĩa đang bò rạp trên mái ngói vương đầu chờ giết, khóe môi bên dưới tấm mặt nạ Ly Miêu hơi nhếch lên, ả à đang cười, nét cười vừa lộ trên mặt, trong mắt đã lóe lên một tia sát khí sắc lạnh. Mục tiêu lần này quá rõ, khoảng cách lại gần, một phát trúng ngay là kết quả hiển nhiên không cần phải nghĩ ngợi. Quỷ hỏa trong tay ả đàn bà đang chuẩn bị khạc ra ngọn lửa ma quỷ cháy đỏ rực rỡ, lộng lẫy hào quang thiêu đốt sinh mạng của lỗ thịnh nghĩa. Đúng vào khoảnh khắc sống chết tất gan, ả đàn bà đột nhiên thấy trước mắt mình chớp lòe những ánh sao ngũ sắc, bên tai nghe lanh canh như gió lắc vàng chuông. Tuy ánh sao không quá chói lòa, nhưng trong mắt ả mọi thứ bỗng trở nên mù mịt. Tuy tiếng chuông rung yếu ớt, nhưng nghe như tiếng rung của một mũi nhọn đoạt hồn. Khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ Lee miêu đờ ra khiếp đảm, ả đàn bà lập tức bật ngửa người ra sau để tránh. Vì vội tránh, ả nhất thời quên mất đầu ống trúc vẫn thò ra ngoài cửa sổ. Một bàn tay to khỏe cơ bắp cuồn cuộn thình lình chụp lấy ông trúc, giật mạnh ra phía ngoài. Lúc này, ả đàn bà mới sực nhớ ra ống trúc còn ở bên ngoài. Vừa hồi tỉnh, ả lập tức nhận ra những chớp sáng và tiếng lanh canh vừa nãy chỉ là một nắm vụn kính màu vừa ném đến mối uy hiếp khiến thị giác và thính giác của ả phải kinh hãi lại không phải là uy hiếp thật sự uy hiếp thật sự chính là luôn kình lực ở bên ngoài cửa sổ đang dằn lấy ống trúc bàn tay mềm mại của ả đàn bà hoàn toàn không tương xứng với sức lực mà nó sở hữu ả lập tức giữ chặt lấy quỷ hỏa thiên trúc khiến ống trúc vừa tuột ra một khúc lập tuc khựng lại bất động sau đó ả vận lực kéo mạnh quỷ hỏa thiên trúc từ từ được lôi lại vào trong cánh tay to lớn ở phía ngoài rõ ràng không địch nổi bàn tay mềm mại của ả đàn bà. Thế là lại thêm một bàn tay to lớn nữa bắt lên ống trúc, hợp sức kéo mạnh. Người đàn bà cũng phản ứng rất nhanh, lập tức chụp bàn tay còn lại lên ống trúc. Bốn cánh tay đồng thời vận lực, bốn luồng lực đạo kịch liệt dồn cả lên ống trúc mảnh mai như cây sáo. Không biết là cánh tay nào, cũng không biết là luồng lực đạo nào đã ấn trúng cơ quan của quỷ hỏa thiên trúc một quả cầu lửa đỏ rừng rực và bỗng rác vọt ra khỏi đầu ống trúc, lao thẳng xuống ao. Sự biến thình lình khiến người bên ngoài giật thót, cánh tay đang kéo ống trúc bất giác càng giật mạnh hơn. Cánh tay nuột nà bên trong cũng buộc phải tăng thêm sức kéo. Thế là đầu ống trúc lại liên tiếp bắn ra một tràng cầu lửa, có đến 8-9 quả, nối liền thành một chuỗi, lao thẳng về phía cánh cửa hình mặt trăng ẩn hiện dưới mặt ao. Người ở bên ngoài đương nhiên chỉ có thể là lỗ thịnh nghĩa. Ông đang quan sát mái ngói để tìm cách đi vòng qua, đến chỗ lỗ ân buộc dây thừng. Mái ngói la liệt những mảnh kính vỡ vụn đã cản trở tầm quan sát của ông. Nhưng cũng thật may, chính những mảnh kính gây khó dễ đã phản chiếu hình ảnh một ống trúc đang thò ra ngoài cửa sổ, nhằm thẳng vào ông. Mái hiên không rộng, bên cạnh là dòng nước đã xói đổ căn lầu, ông không còn đủ không gian để né tránh. Trong tay ông cũng không còn vũ khí. Cho dù có, cũng không dám tùy tiện đánh vào ống trúc, vì ông không rõ nó là thứ gì, sát thương bằng cách nào. Trong lúc cấp bách, ông chợt nảy ra diều kế, lập tức vốc một nắm kính vỡ, ném thẳng vào ô cửa. Quả nhiên là hữu hiệu, người bên trong cửa sổ đã phải né tránh, đầu ống trúc tía cũng đã chệch hướng. Lỗ thịnh nghĩa nhanh chóng chớp lấy cơ hội sống. Có thể đưa ra phản ứng cực nhanh trên mái ngói lưu ly trơn nhẵn thường chỉ có hai loại người, một là cao thủ kinh công, hai là người thợ lập ngói. Nhưng giữa hai loại người này vẫn có điểm khác biệt, một người có thể điểm khẽ lên mái ngói, chạy vùng vụt như gió, một người biết tìm ra điểm thực trên mái ngói, dùng cả tay lẫn chân vừa bò vừa chạy. Lỗ Thịnh Nghĩa là một người thợ chân chính, nên ông lập tức vươn tay trái ấn chặt lấy phần gốc của mái hiên, đó là một điểm thực. Sau đó là một cú lật người, hai đầu mũi chân dẫm lên rảnh lõm giữa hai làn ngói, nửa thân trên hơi ngửa tự được vào bức tường bên dưới cửa sổ, cánh tay vung lên chụp ngay được một đầu của quỷ hỏa thiên trúc. Mặc dù lỗ thịnh nghĩa không dám đánh vào ống trúc, nhưng ông dám dùng tay để chụp, vì ông đã nhìn thấy đầu còn lại của ống trúc có một bàn tay đang giữ. Sau một hồi giằng co kịch liệt, lỗ thịnh nghĩa đã đoạt được quỷ hỏa thiên trúc. Không phải vì lực đạo của ông mạnh hơn, cho dù ông có mọc thêm hai cánh tay nữa, cũng chưa chắc đã thắng được ả đàn bà sau khung cửa. Đó là ả tự buông tay đúng lúc quả cầu lửa thứ chín bắn phục ra, ả đã buông tay. Lỗ thịnh nghĩa đang tì người vào bức tường, đột nhiên mất thăng bằng, cơ thể liền chuối về trước. Trọng tâm của toàn bộ cơ thể không còn ở trên hai mũi chân, mà dồn lên nửa thân trên. Thế là lỗ thịnh nghĩa bật khỏi mái hiên, ngã nhào xuống ao nước. Bàn tay đã buông rời ống trúc đâu dễ dàng gì bỏ qua. Ả đàn bà đã chịu bỏ đi vũ khí lợi hại trong tay chứng tỏ ả à còn có chiêu thức độc địa hơn nữa. Mặt khác, quỷ hỏa thiên trúc sau khi bắn liên tiếp chín quả cầu lửa đã hết đạn, giờ đây nó chẳng khác gì một ống thổi lửa bình thường. Thứ đã hết tác dụng, đâu cần phí sức tranh giành, để sức tiêu diệt kẻ cướp đoạt kia có phải tốt hơn không? Cánh tay vừa buông khỏi ống trúc đã lập tức tung trưởng đánh mạnh về phía trước, trúng ngay giữa lưng lỗ thịnh nghĩa lúc này đang bật người khỏi mái hiên rơi xuống mặt nước trước cả lỗ thịnh nghĩa là một bún máu đỏ tươi phun ra thành vòi từ miệng ông. Bụng máu khác nào thủ pháp bảy mực trong tranh thủy mặt, rắc lên mặt nước xanh từng bệt đỏ bầm. Rơi xuống mặt nước sau lỗ thịnh nghĩa là chiếc hòm gỗ bị ngoắt vào chân phải. Tỏm một tiếng lớn, trên mặt nước xanh đỏ loang lỗ chỉ còn thấy chiếc hòm nổi lên bền, ngập lên ngập xuống theo làn sóng. Chương 25, giữa Bùn nhơ. Lỗ thiên liễu tựa lạc vào một bầu trời sao, vì cô đã nhìn thấy rất nhiều ngôi sao lấp lánh, chỉ khác ở chỗ chúng có màu xanh lục và cách cô rất gần. Đột ngột rơi vào một chốn vô cùng lạ lẫm và ma quái như kia, Lỗ Thiên Liễu có thể làm được gì? Không làm gì cả, cô biết phương pháp tốt nhất hiện giờ là lặng yên bất động, quan sát kỹ tình hình xung quanh rồi mới đưa ra phản ứng. Khả năng bơi lội của Lỗ Thiên Liễu không biết nên nói là giỏi hay kém, cô chưa từng học bơi lội nhưng ngay lần đầu tiên xuống nước cô đã không bị nhấn chìm tốc độ của cô khi ở dưới nước không nhanh chí ít nếu so với ngũ lan thì cô thua xa thế nhưng cô lại có thể khống chế động tác tốt hơn ngũ lan nhiều muốn động sẽ động muốn tỉnh sẽ tỉnh hơn nữa cô lặn rất giỏi nhờ luyện chiêu cổ trần thổi bụi cô đã rèn được hơi thở rất dài có thể lặn dưới nước rất lâu mà không cần ngoi lên lấy hơi vì vậy lúc này lỗ thiên liễu chỉ nhẹ nhàng lay động tay chân giống như một ngọn trong phơ phức giữ cơ thể ở nguyên một chỗ. Lỗ thiên liệu cố gắng giữ cơ thể đứng yên, thế nhưng những đốm sao xanh lục chớp mắt đã biến thành sao băng, bắt đầu hành động một cách quyết liệt. Chúng kết thành từng đôi từng cặp, vùng vụt lao về phía lỗ thiên liễu. Không biết những đốm sao đó là thứ gì, nhưng chúng đã mang đến một cảm giác ô uế và ám mùi. Chúng vùng vụt lao thẳng đến ngay trước mặt, khiến lỗ thiên liễu chỉ còn cách lập tức hành động nhanh chóng di chuyển để tránh né đòn tấn công của chúng trong nước lỗ thiên liễu có thể khống chế cơ thể rất tốt động tác của cô hết sức linh hoạt tránh né cũng rất khéo léo vì ngoài đôi mắt có thể nhìn thấy những đốm sao lao đến cô còn có các giác quan vô cùng nhạy cảm đặc biệt là ở trong nước có nước làm môi trường truyền dẫn nên xúc giác của cô lại càng nhạy bén với các xung động lan truyền cô né tránh với một biên độ rất lớn vì cô cảm nhận thấy phạm vi uy hiếp của những đốm sao rất rộng chứ không đơn giản chỉ là hai điểm hai điểm sáng dường như dính trên một cái bóng màu đen có hình người không nhìn rõ là đốm sao kéo theo bóng người hay bóng người kéo theo đốm sao nhưng hành động của tổ hợp này không những rất nhanh mà còn mạnh mẽ kinh người tổ hợp đốm sao và bóng người lướt qua cơ thể cô khi khoảng cách giữa hai bên rút lại ngắn nhất hai đốm sao còn hơi đổi hướng dừng lại một thoáng bên cạnh khuôn mặt lỗ thiên liễu, sau đó mới theo bóng đen lao đi. Mặc dù động tác của lỗ thiên liễu rất linh hoạt nhưng vẫn chưa đủ sức để né tránh một tốc độ nhanh chóng như đấy. Xem ra thứ kia không có ý định đâm vào cô, chỉ là muốn tới gần, quan sát cô thật kỹ. Động tác của lỗ thiên liễu khiến những đốm sao còn lại bỗng lấp lóe lên dồn dập. Có lẽ là do dồn dập quá mức nên đột nhiên trao đảo mấy cái, rồi từng đôi từng đôi lọt thảm vào trong bóng tối thăm thẳm. Trước những sự việc quái lạ vừa mới phát sinh, lỗ thiên liễu không nghĩ ngợi gì thêm. Cảm giác quái đảng và ám muội đã biến mất, cô phải cấp tốc hành động, thực hiện ngay những việc cần phải làm. Dù sao cô cũng không phải là cá, môi trường dưới nước sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với trên mặt đất. Ở khu vực Giang Nam, thông thường lòng giếng rộng hơn nhiều so với miệng giếng, vì vùng này nước ngầm rất trồi dào. Mặc dù dưới nước tối đen, nhưng lỗ thiên liễu vẫn có cảm giác lòng giếng không những rất rộng mà nói đúng hơn đây là một thủy vật rất lớn căn cứ vào những cảm giác truyền về từ ba giác quan đặc biệt cô biết rằng thủy vật này chắc chắn sẽ tiếp nối với một dòng kinh hay ao nước nào đó vì cô cảm nhận được nước đang chảy trong dòng nước chảy thi thoảng còn kèm theo những mùi vị tươi mới cô bơi về phía trước chết sang bên phải nếu theo lẽ thường bên phải phía trước sẽ là vị trí của hàm rồng hơn nữa từ hướng đó cô đã nghe thấy tiếng nước chảy cũng ngửi thấy mùi vị tươi mát tự nhiên cho dù ở phía đó không tìm được long bão cũng có thể có một dòng kinh hoặc mặt nước cho cô ngoi lên thở mặc dù lỗ thiên liễu có thể nhịn thở được rất lâu nhưng sớm muộn gì cũng vẫn phải lấy hơi bởi vậy khi hành động ở trong nước cần hướng về phía có thể ngoi lên nếu không sẽ buộc phải trở lại vị trí ban đầu để lấy hơi như vậy thì phạm vi hoạt động sẽ rất hạn chế nhưng tình hình không đơn giản như vậy mối nguy hiểm kỳ thực chưa hề rời đi mà chỉ mới vừa đến những đốm sao vừa chìm xuống giờ đã lặng lẽ nổi lên xuất hiện ở phía sau lỗ thiên liễu đuổi gấp áp sát và vụt đến rất mau lỗ thiên liễu cũng nhanh chóng cảm nhận được mối nguy hiểm cô nhanh chóng nâng cao tốc độ để bơi lên đây chính là đối sách tốt nhất mà cô có thể thực hiện trong tình huống này những bóng đen kia nhanh hơn lỗ thiên liễu rất nhiều trong nháy mắt đã vây kính trên, dưới, trái, phải và di chuyển song song với lỗ thiên liễu. Lỗ thiên liễu đột ngột quẩy người bơi ngược lại, cô biết tốc độ của mình không thể bằng đối thủ, nên chỉ có thể tận dụng sự linh hoạt để thoát khỏi chúng. Nhưng vừa kịp xoay người, cô đã khựng ngay lại. Một nội khiếp hải bùng lên từ tận cùng tâm khảm, khiến cô chết lặng, từ mũi miệng một chuỗi bọt khí đua nhau trào ra không dứt. Trước mặt cô là cả một trời sao có gần có xa, có cao có thấp, khiến cô cảm tưởng trước mặt cô không phải là thủy vực, mà là một khối đá thạch anh tối sẫm khổng lồ, lấp lánh muôn vàng điểm sáng. Có ngôi sao lao vọt đến, nhưng lỗ thiên liễu không né tránh. Không phải là không muốn tránh, mà các giác quan đã mách bảo với cô rằng cô đã không còn đường tránh. Cô đã trở thành tâm điểm của trận tấn công. Trước sau, phải trái, trên dưới, đâu đâu cũng có những bóng đen đang vùng vụt lao tới với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Rất nhanh, lỗ thiên liễu đã không còn nhìn thấy gì nữa. Những bóng đen kia đã vây kính xung quanh, giống như đang dàn trận pháp trước sau thứ tự, lần lượt tiến vào. Chúng không trực tiếp tấn công lỗ thiên liễu, mà mang theo một số thứ, nhanh chóng sáp lại gần, quăng ném những thứ đó vào mắt, mũi, tai, miệng của cô. Đó là những thứ sền sệt, dính nhớp, bẩn thiểu, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lỗ thiên liễu muốn dùng tay gạt chúng ra, nhưng những bóng đen đã áp sát cô và bơi đi vùng vục kéo theo những luồng nước có tốc độ rất nhanh lực đạo cực lớn rất nhiều luồng nước xoáng xít với nhau hình thành một xoáy nước dữ dội áp lực từ xoáy nước đè nặng lên cô khiến cô không thể nâng được cánh tay lên trong nháy mắt không những phần đầu mà toàn bộ cơ thể của lỗ thiên liễu đã bị bọc kín trong một lớp dày những thứ ô uế dơ bẩn chỉ còn đôi tay trắng như ngọc vẫn thò được ra ngoài nhưng sắc trắng đang nhanh chóng chuyển màu xanh xám. Bỗng một tiếng nổ lớn dội lên, tất cả các bóng đen bỗng khựng cả lại. Chỉ còn những đốm sao vẫn liên tục nhấp nháy, nhấp nháy một cách xảo quyệt và cảnh giác. Dường như cũng đã quên bản mất sự tồn tại của lỗ thiên liễu. Dư lực của xoáy nước cuốn lỗ thiên liễu băng qua khoảng trống giữa chúng trôi đi, chúng cũng không màng gì nữa. Một bóng đen giống như cây cột vuông to lớn từ từ đổ xuống ngay bên cạnh nhẹ nhàng lao vào bóng tối không một tiếng động trong bóng tối lại có thêm một cái bóng khác giống cây cột vuông to lớn tiếp tục đổ xuống lao vào trong bóng tối đặc quánh hơn nữa trong nháy mắt cả đám ngôi sao và bóng đen cùng lao vùng vụt như phát cuồng xéo lên phía trên ở đó thấp thoáng có một bóng trăng lưỡi liềm không nhỏ nhưng bọn chúng không lao vào mặt trăng mà tập hợp lại ở sát mặt nước xoay tít thành một vòng tròn cuồng loạn tạo ra một xoáy nước mạnh gấp vài lần khi nãy từng đợt sóng lớn bắn xối xả vào cái cửa hình trăng khuyết, trên mặt nước vọt lên một cột nước rộng cỡ mặt bàn. Nhưng tất cả những điều đó, lỗ thiên liễu không hề hay biết. Đôi tay lộ ra phía ngoài đã xanh bật, ba giác trong sáng đã bị bọc kính trong một lớp vỏ nhầy nhụa hôi tan. Luôn nước xiết tạo ra khi bọn quái vật bơi đi đã đẩy cô trôi đi rất xa. Bây giờ, sức ép khủng khiếp từ xoáy nước đã biến mất, nhưng cô vẫn không thể nâng được cánh tay lên vì lúc này sức cô đã cạn. Hơi thở đã chẳng còn lại bao nhiêu, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Cô cảm thấy mình đang trở về, trở về một nơi cô đã từng đến, đã từng lưu lại, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức. Cô mơ màng như thấy mình áo lục thước tha, thỏa thích buông dài trong gió nhẹ, phơi phới đông đưa. Phía xa xăm núi non chập trùng uốn lượn, trước mặt sông dài cuồn cuộn về đông. Ngay bên cạnh cô, trên một phiến đá lớn đen tuyền, có ba người tóc búi trang phục cổ xưa đang ngồi ngay ngắn, trước mặt bày tám hộp ngọc trực rỡ hào quang. Cuối cùng, một người mặc đạo bào đứng dậy, đưa tay áo rộng vén mành liễu buông rủ trước mặt, khiến nhành liễu trao đi quét lên thân cây. Cành vừa trao đi, người mặc đạo bào đã phiêu diêu bay mất. Lỗ thiên liễu chợt cảm thấy tấm đạo bào dường như vừa phất qua cánh tay cô, khiến cô bất giác đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt. Đúng vậy, có một cành cây đang khe khẽ chạm lên khuôn mặt cô. Trong chớp mắt, Ý thức của lỗ thiên liễu vụt tỉnh táo trở lại. Bên má cô quả thực có một cành cây. Đầu tiên, cành cây quét lên thân thể cô. Những thứ bẩn thiểu hôi hám đang bọc kính lấy cô bỗng chốc rã ra và tan biến. Sau đó, các cành cây vùng vụt vương dài, đẩy cô lên phía trên. Cô mở mắt ra, xung quanh vẫn một màu đen thẳm. Không biết thứ đang đẩy cô tên là gì, nhưng trên chết phía trên đã thấp thoáng sáng lên một vầng trăng khuyết. Lẽ nào trời đã tối? không biết cô xuống đây đã bao lâu. Bây giờ, cô là người hay đã thành hồn ma bóng quế. Một quả cầu lửa đỏ rừng rực bay lướt qua cơ thể cô. Tiếp đó, một loạt những quả cầu lửa tương tự nối đuôi nhau bắn vụt vào trong bóng tối ở xung quanh. Nhờ ánh lửa tỏa ra từ những quả cầu, cô phát hiện bên dưới cơ thể mình chi chít những cành cây dày đặc. Cô cũng thấy cách đó không xa, vô số đốm sao đang nhìn sững vào mình. Mãi tới lúc này lỗ thiên liệu mới nhận ra những thứ lấp lóe như sao kia chính là những con mắt, con mắt của một loài động vật. Giống động vật này thoạt trông hơi giống khỉ, chúng đang im liềm như hóa đá, nhìn chằm chằm vào những cành cây đang nâng lỗ thiên liễu lên trên, tựa như đang tiến hành một nghi thức tế lễ long trọng. Từ mũi miệng của lỗ thiên liễu phun trào ra hàng chuỗi bong bóng khí, đầu cổ và tay chân của cô đang co rút kịch liệt, hơi thở của cô đã cạn kiệt hoàn toàn, lá phổi bắt đầu sưng lên đau đớn, cứng lại như đá. Miệng cô há ra theo phản xa, dòng nước ao xanh ngắt và hôi tanh ọc vào trong miệng. Cô chỉ còn biết cố gắng dùng lưỡi chặn cổ họng lại. Mũi cô cũng bắt đầu sặc nước. Đây là điều khó chịu nhất. Cô đã cảm thấy dòng nước ao tràn vào khoang mũi sông lên tận não. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Mình sắp chết rồi. Đúng vào thời khắc lỗ thiên liễu chắc mẩm mình đã chết mười mươi, cô đột ngột lao vào một vầng trăng khuyết, chìm trong một luồng sáng rực rỡ thì ra những cành cây dày đặc đã nâng cô lên khỏi mặt nước. Từ trong cổ họng cô bật ra một tiếng kêu khàn đặc. Cô hít vội một hơi lớn, vừa vào đến phổi đã bật mạnh trở ra, cuốn theo nước từ trong mũi, miệng và phổi, phun tung tóe như sương. Lỗ thiên liệu hối hả thở gấp. Những cành cây phía dưới hình như đã vươn đến tận cùng, không tiếp tục đẩy cô lên nữa. Cô muốn thoát khỏi chúng, nhảy xuống bơi vào bờ, nhưng không được. Chúng không chỉ đẩy cô lên, mà còn quấn chặt lấy cô. Được làn không khí trong trẻo vuốt ve, ý thức của cô đã tỉnh táo trở lại, cô vừa khẽ ngoảnh đầu, đã nhìn thấy đám cành và lá. Vừa mới từ cõi chết trở về, cô lập tức rơi trở lại trong tuyệt vọng. Đó chính là cành lá của dây tơ hồng âm hồn, sống chết chỉ trong một khắc, cũng là một thứ quái vật có thể lấy mạng cô trong nháy mắt. Lỗ Thiên Liễu than thầm, trước lúc lên đường đã không chịu xem bàn độn giáp không biết hôm nay phạm phải sát tinh gì mà toàn gặp phải những cục diện sát nhân, đối phương quả thực tàn độc khó tưởng tượng. Dây tơ hồng sinh trưởng trong nước vốn rất hiếm gặp, cô cũng mới chỉ nghe Ngô Thiên Sư ở Điện Đạo Thanh trên núi Long Hộ nhắc đến loài tơ hồng mọc trong đầm lầy. Nguyên nhân là khi ở trong nước, dây tơ hồng không thể phân biệt vật sống và vật chết, vì vậy săn mồi và sinh trưởng trong nước là hết sức khó khăn. Sợi tơ hồng đẩy lỗ thiên liễu lên trên mặt nước, kỳ thực là để phán đoán xem thứ mà chúng bắt được có phải là vật sống hay không, cũng giống như kéo lưới bắt cá, phải kéo lên khỏi mặt nước mới xác định được vừa thu hoạch được thứ gì. Không biết sức mạnh thần kỳ nào đã giúp cho giống tơ hồng này có được kiểu tư duy giống hệt con người như vậy. Nâng được lỗ thiên liễu lên khỏi mặt nước, dây tơ hồng đã xác định cô là vật sống, chúng lập tức quấn chặt lấy cô rồi bắt đầu lôi trở lại lỗ thiên liễu lại một lần nữa bị kéo xuống đáy nước trước khi chìm xuống lỗ thiên liễu đã kịp hít một hơi thật dài có lẽ đây sẽ là hơi thở cuối cùng của cô ở trên đời nên cô có phần lưu luyến cô đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn một lượt xung quanh có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn thế giới này nên khó tránh có chút bi thương trong khoảnh khắc sắp chìm hẳn xuống cô nhìn thấy phía sau khung cửa sổ của căn lầu bên ao có một khuôn mặt mang mặt nạ ly miêu mà đỏ. Đôi mắt trên tấm mặt nạ đang nhìn cô đầy kinh ngạc, ánh mắt ấy cũng tuyệt vọng như cô. Lỗ thịnh nghĩa trúng một chữ ngã xuống nước, miệng thổ máu tươi loan đầy mặt ao. Đến tận khi mặt nước yên tĩnh trở lại, vẫn không thấy ông nhô đầu lên, chỉ thấy chiếc hầm gỗ nổi lên bình trên mặt nước. Lỗ thịnh nghĩa không ngoi lên, nhưng lỗ thiên liễu đã xuất hiện một đứa con gái trông như xác chết không biết từ đâu chui ra, được vô số cành cây quái dị đẩy lên khỏi mặt nước. Vừa mới ló lên, bỗng đột ngột hồi sinh, tiếng kêu rít quái dị và cảnh tượng hít thở phun nước chẳng khác gì ma quỷ hiện về. Người đàn bà mang mặt nạ Li Miu đã kinh ngạc thật sự, kinh ngạc tới thất thần, khiến cho một đối thủ không xứng tầm là đối thủ có cơ hội ra tay hạ sát. Bị đánh rơi xuống ao nước xanh đen như mực, nhưng lỗ thịnh nghĩa không chết, cũng không ngất xỉu. Không phải trưởng lực của ả đàn bà chưa đủ mạnh, mà khi đó cũng vừa đúng lúc ông lao người ra ngoài nhảy xuống ao. Nhờ cú lao mình, trưởng lực đã bị hóa giải phần lớn. Ông cũng không chìm nghiễm, mà chỉ lặn xuống một quảng. May sao còn chiếc hòm gỗ đang ướp ngược ngay trên đầu ông, nên ông nhẹ nhàng bám lấy quai hòm, ổn định lại tư thế. Hòm gỗ do nhà họ lộ chế tác có rất nhiều ngăn bí mật, bố trí kín đáo, kích khao. Nên lúc này, nó đã trở thành một chiếc phao cứu sinh nổi trên mặt nước. Sau khi ổn định được tư thế, Lỗ Thịnh Nghĩa liền mở một ngăn kéo bí mật, lấy ra một cái bào thợ mộc, nhưng cũng có thể dùng làm vũ khí giết người. Bào thợ mộc thường có hai tay đẩy, nhưng cái bào này chỉ có một tay. Phía trước tay đẩy là rảnh bào, lưỡi bào được kẹp tại đó. Nhưng bào bình thường chỉ có một lưỡi, còn loại bào này có đến 10 lưỡi bào mỏng xếp chồng lên nhau. Loại bào này có thể dùng để làm mộc căn cứ theo các yêu cầu cụ thể để bào các loại gỗ có hình dạng, chất liệu và góc độ khác nhau. Hình dạng của 10 lưỡi bào mỗi cái một khác, chỉ cần điều chỉnh lưỡi bào cần sử dụng nhô ra phía ngoài chút ít là có thể thao tác dễ dàng. Nhưng nếu thay đổi góc độ tay đẩy, 10 lưỡi bào sắc bén sẽ lần lượt bắn vọt qua rãnh bào, lao đi với tốc độ tên bắn, lực sát thương chắc chắn không nhỏ. Những người đã từng chứng kiến uy lực của chiếc bào này đã đặt cho nó cái tên là bào thập hình toái nhân 10 hình nát người. Vì khi bắn ra, các lưỡi bào xuyên vào cơ thể sẽ tạo thành 10 vết thương có hình dạng khác nhau, vết thương nào cũng là trí mạng. Lỗ Thịnh Nghĩa kinh nghiệm giang hồ phong phú, từng phải đối mặt với vô số hiểm nguy, vì vậy sau khi rơi xuống nước, ông không hề hoảng loạn quẩy đạp để ngoi lên. Trong nước cho đến giờ vẫn có vẻ an toàn, nếu không lỗ ân đã ngoi lên từ lâu rồi. Cho dù không lên được bờ, thì đầu dây thần cũng phải động. Lưỡi bào được bắn đi từ dưới nước, chỉ bắn ra một lưỡi. Lỗ thịnh nghĩa biết nếu một lần bắn đi quá nhiều sẽ khiến đối thủ chú ý. Đương nhiên khi bắn từ dưới nước, lỗ thịnh nghĩa cũng đã tính tới góc độ khúc xà của mặt nước. Đây chính là kinh nghiệm mà ông rút ra sau lần cùng anh trai phá vách bách anh. Hồi đó, nếu ông và anh trai biết tính toán tới góc độ khúc xạ của nước, chắc chắn sẽ không giết nhầm đứa trẻ còn sống mà chúng phải bùa chú tuyệt tự của đối phương. Ả à đàn bà kia tuy là cao thủ, nhưng là một cao thủ thiếu kinh nghiệm giang hồ, ả à cũng giống như bao phụ nữ bình thường khác, dễ sinh lòng hiếu kỳ, thường kinh ngạc trước những sự lạ xảy ra. Khi lưỡi bào vụt khỏi mặt ao, ả à chỉ cho rằng đó là một vệt nước do vụn ngói hay mảnh kính vỡ rơi xuống bắn lên. Đó là một lưỡi bào đầu tròn vắt hai bên, tất cả đều được mài sắc lẹm một mặt vác đã sượt qua mé bên trái trên cổ người đàn bà đó là vị trí động mạch chủ khi vệt nước lạnh buốt vụt qua vẻ kinh ngạc trong ánh mắt ả không chỉ dành cho một mình lỗ thiên liễu đang chìm trong đám tơ hồng mà phần lớn đã được chuyển sang vết cứ trên cổ niềm kinh ngạc mau chóng chuyển thành tuyệt vọng lỗ thiên liễu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của ả đàn bà đến khi một suối máu xối xả phun ra từ bên cổ cô đã chìm nghỉm xuống làn nước xanh như mực ả à đàn bà buông thõng hai tay, mặc cho suối máu phun trào, chết lặng trong tuyệt vọng và khiếp sợ. Là nỗi khiếp sợ trước cái chết, cũng có thể khiếp sợ khi nhìn thấy máu. Cũng may là quá trình này không quá đau đớn, ả nhanh chóng nằm những trên mặt đất, mất đi cảm giác, rời khỏi ánh sáng dương gian. Nhưng vẫn còn một người nữa sắp phải rời khỏi ánh sáng dương gian, đó chính là lỗ thiên liễu.